Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. An trí 49.000 quyển kinh chép tay vào tháp địa tạng. Gno, hôm qua, ngày 22, mùng 9 tháng Giêng, 49.000 quyển kinh chép tay của Phật tử và người dân khắp nơi gửi về được an trí bên trong tháp thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát tại chùa Địa Tạng Phi Lai, Thanh Liêm, Hà Nam. Các hình ảnh chư tăng và Phật tử thỉnh kinh vào tháp Địa Tạng. Hoạt động chép kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện được Đờ Đờ Thích Minh Quang, chủ trì chùa phát động trong khóa lễ cầu an đầu xuân năm 2019 với mong muốn giúp Phật tử, người dân hiểu lời dạy trong kinh, ứng dụng vào cuộc sống và sự tu tập của mình. Chép kinh là hình thức học, hiểu và hành theo lời kinh, Đờ Đờ Thích Minh Quang chia sẻ. Khi có thời gian rảnh rỗi, thay vì lướt internet, chơi game hay ngồi tán gẫu, chúng ta có thể chép kinh Phật. Khi chép kinh, tay viết, miệng nhẩm đọc, đầu ghi nhớ sẽ giúp nhớ lời kinh, hiểu kinh, tức hiểu được lời dạy của Bồ Tát và chư Phật, Đại Đức chủ trì chia sẻ. Được biết, ban đầu nhà chùa định chỉ nhận 1.000 quyển kinh chép tay, nhưng quan sát thấy hoạt động này được đông đảo Phật tử khắp nơi hưởng ứng. Người chép thấy được sự lợi lạc vì hiểu lời Phật dạy nên chùa sẽ nhận kinh không giới hạn số lượng. Sau một năm phát động, 49.000 quyển kinh đã được gửi đến chùa. Người tham gia chép kinh đa dạng, từ các em học sinh, sinh viên đến người trưởng thành, trung niên, người cao tuổi. Đặc biệt, nhiều Phật tử phát tâm chép từ 2-10 quyển kinh. Các hình ảnh Phật tử trang nghiêm thỉnh kinh vào tháp Địa Tạng. Gần 1.000 Phật tử đã về chùa tham dự lễ an trí kinh vào tháp thờ Bồ Tát Địa Tạng và các hoạt động mừng xuân tại chùa. Sự góp mặt của Phật tử nhiều độ tuổi khác nhau trong buổi lễ, từ trẻ em cho đến người cao niên, đã tạo thành một bức tranh thật đẹp trong cửa chùa những ngày đầu năm mới. Lưu ý, nhà chùa vẫn tiếp tục nhận kinh chép tay của quý Phật tử không giới hạn thời gian, số lượng. Ha ha ha, 问什么的说